Chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Xin giới thiệu đến các bạn một cái mẫu tời điện lưới sử dụng điện 220V, có model là PA400. Cái dòng này tải trọng 400 kg. Theo nhà sản xuất điều khiển tay cầm các bạn nhé. Sử dụng điện lưới bình thường thôi. Trên này có đầy đủ tặng theo một đôi găng tay, một cái móc ba lăng này. Móc ba lăng này nó có tác dụng là sẽ tăng lực lên gấp đôi khi các bạn móc cái cáp này lên trần nhà này. Cái này ở trên trời này, trên trần nhà nhá. Và cái này các bạn để trên trần ấy thì cái dây cáp các bạn quàng qua đây thì cái lực kéo nó sẽ tăng gấp đôi. Đấy. Thì một số người ta bán thì người ta sẽ bớt cái này đi thì giá thành nó sẽ giảm đi. Thì bên em vẫn cung cấp cho các bạn đầy đủ. Đấy. Có cả móc ba lăng này, kèm theo một đôi găng tay, bộ phụ kiện đây. Cái này thì sử dụng nó rất là đơn giản thôi, chỉ việc cắm lên điện lưới và có cái phần đế ở dưới này để các bạn cố định cái phần tời lên trên trần nhà. Đây mình sẽ bấm cái điều khiển thử cho các bạn xem. Đấy là nhả tời ra và quấn tời vào. Đấy. Thì nó có công tắc hành trình ở đây. Khi các bạn quá hành trình lên đây thì nó sẽ tắt cái công tắc này. Nó sẽ dừng lại. Thì nó có cái này là cái quả, vừa là cái quả đối trọng để nó kéo cáp rơi xuống, và vừa là nó sẽ chặn lại khi các bạn bị cáp lên đến đỉnh này. Đây, như thế này nó đang bị rít cái này rồi là các bạn sẽ không thể nhả tới ra được nữa. Còn các bạn bình thường các bạn nhả lại thì nó lại nhả lại bình thường. Ngoài ra thì mình cũng xin giới thiệu đến cái các bạn cái phần điều khiển từ xa, thì bên mình có mốt lại cái bộ này thành điều khiển cầm tay. Đây, như cái con này thì mình đã chế lại cái điều khiển từ xa đây. Đây là cái con nhà mình sử dụng PA200. Thì mình dùng cái điều khiển từ xa như này. Con này mình có sử dụng nó nhiều cho nên là mình dùng cái điều khiển từ xa như này. Đây là mình chế lại các bạn nhé. Đấy, thì bạn nào mua cái này về thì có nghịch thì chuyển đổi sang cái điều khiển từ xa cũng được. Nhưng phải mua thêm những cái bộ mạch điều khiển và một chút kiến thức về điện tử nữa thì có thể làm được. Mọi chi tiết đặt hàng các bạn xin liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã đăng ký và theo dõi kênh video của mình. Đây là cái phần đấy. Đây là những cái con ốc để mình treo cái cầu tời lên trên trần nhà này, bốn vị trí này. Còn đây là bốn cái con ốc này, là bốn ốc nó giữ cái động cơ tời. Đấy.